Hello mọi người nha. Đây đây là mấy con heo út quay gần gần cho mọi người coi nha. Tại vì nhiều bà con mình muốn út quay mấy con heo này ở cự ly gần nhưng mà khó lắm mọi người. Tụi nó kiểu giống như là nó thấy mình là nó chạy mất tiêu à. Bây giờ út đang quăng cỏ vô nó ngồi nó nhai, chứ còn bình thường là nó sẽ chui trong góc kia kìa. Đây là heo size từ 15 cho tới cái này chắc 20 hơn nữa mọi người. Tại vì mọi người biết không, mấy con heo này mỗi khi thí dụ bà con nào mà thích thì mới bắt lên và không có cân. Tại ở cái giai đoạn này là giai đoạn đang bùng nổ phát triển cái số ký, cho nên là nó không có ký đâu mọi người. Khi mọi người về nuôi tách đàn ra thì nó bắt đầu nó mới tăng ký nhanh được. Còn đây út nuôi theo đàn á thì nó rất là khó để mà bắt lên mà cân ký. Bởi vậy là út bán theo con ha, chia cho mọi người theo cái giá trị của từng con nha.